Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, những tháng đầu năm 2024 đã đi qua một nửa chặng đường. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí hân hoan nhìn lại những thành quả đạt được trong những tháng đầu năm 2024 với sự đóng góp quý báu của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật tại phòng khám đã được nâng cấp, góp phần quan trọng vào mục tiêu chung của phòng khám hỗ trợ điều trị miễn phí cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Đặc biệt, phòng khám đã duy trì hàng tháng tổ chức lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân, đạt hiệu quả cao cho số lượng lớn bệnh nhân trở về sum họp với gia đình. Những dấu ấn nổi bật: cải thiện cơ sở vật chất, nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám đã hoàn thiện nhiều hạng mục cơ sở vật chất quan trọng như nâng cấp hệ thống phòng khám, khu vực điều trị, khu vực nghỉ dưỡng cho bệnh nhân. Nhờ vậy, chất lượng khám chữa bệnh và hỗ trợ điều trị tại phòng khám được nâng lên đáng kể, mang đến cho bệnh nhân một môi trường hỗ trợ điều trị thoải mái và hiệu quả hơn. Mở rộng hoạt động hỗ trợ, nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng, phòng khám đã có thể mở rộng hoạt động hỗ trợ tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nâng cao chất lượng dịch vụ. Song song với việc nâng cao cơ sở vật chất, phòng khám cũng chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Đội ngũ y sĩ tại phòng khám được đào tạo bài bản, chuyên sâu, luôn tận tâm, hết lòng chăm sóc cho bệnh nhân ung thư. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, phòng khám đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào việc hỗ trợ điều trị ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ điều trị và tỷ lệ thành công rất cao. Hướng đến tương lai, với những thành quả đạt được trong những tháng năm 2024, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hoạt động hỗ trợ, góp phần mang đến cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối những cơ hội hỗ trợ điều trị tốt nhất. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn đồng hành hỗ trợ phòng khám trong suốt thời gian qua. Mọi sự đóng góp của quý vị là nguồn động lực to lớn để phòng khám tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Lời kêu gọi chung tay, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng để có thể tiếp tục hỗ trợ điều trị miễn phí cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Mọi sự đóng góp dù là nhỏ nhất cũng sẽ góp phần mang đến hy vọng sống cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không may mắc căn bệnh ung thư, căn bệnh hiểm nghèo. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, với tinh thần yêu thương và trân trọng di nguyện của cha Pedro Nguyễn Văn Trường, phòng khám cha từ yêu thương cho không được các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã đề ra kế hoạch hoạt động đầy tâm huyết cho giai đoạn từ nay đến cuối năm 2024. Mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tập trung quy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để hoàn thiện các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng và số lượng bệnh nhân được tiếp cận, mở rộng phạm vi tiếp nhận tư vấn cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trên toàn quốc và ngoài nước, phát triển và hoàn thiện các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối một cách chuyên nghiệp và tận tâm, thể hiện lòng biết ơn và tri ân những nỗ lực của phòng khám cha từ yêu thương cho không nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong giai đoạn này, nhằm mục đích hoàn thành di nguyện của cha Vero Nguyễn Văn Tường trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, thể hiện lòng biết ơn và tri ân đối với những đóng góp to lớn của cha Vero Nguyễn Văn Tường trong công tác thiện nguyện, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương và hy vọng đến cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư và gia đình họ. Lời kêu gọi đồng hành để thực hiện thành công kế hoạch đầy ý nghĩa này, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mong muốn nhận được sự chung tay góp sức từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân. Mọi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều sẽ góp phần mang đến niềm hy vọng và sự an ủi cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Hãy chung tay cùng với phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí để lan tỏa tình yêu thương và tiếp nối sứ mệnh cao cả của cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Xin trân trọng.
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Con lấy nước lá nhà cắm thôi.
thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km
Quý ông bà, cô chú, anh chị, nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.